245.000. Cảnh buôn bán quá là nhộn nhịp luôn. Rồi ok, xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Một ký á, ngon nhất Việt Nam. Định của chốt hả? Trời ơi. Đúng rồi. Con để chụp hình nữa. Nó hơi hồng hả ta? À, cái này là cái đúng tên của nó đúng không? Màu vàng bổ hút. Gì? Cái này chưa có hả? Chưa có công. Màu vàng bổ hút. Đó, cái màu vàng cho cái màu của một con bụng như thế này nè. Cái này nổi xíu à. Cái cây luôn đó cô. Trái này đúng màu luôn á. 120.000 ha. 120.000 chạy đi. Nó quá trời mua nè. Không được cô ơi. Dạ. Cái này bỏ vô tranh. Cô bỏ vô tranh này. Hôm nào nãy của nó lên. Cái sầu riêng này hấp dẫn lắm nha cả nhà. Rất là lạ luôn. Cái này rất là béo luôn. Hồi nãy anh mới cho ăn thử muối đây nè nha. Rất ngon. Đây là giống sầu riêng mới nha. Ừ, đẹp quá hả? Cái màu này đẹp không? Đẹp quá luôn hả? Màu vàng. Màu vàng ấm đỏ vậy cả nhà. Nhưng mà còn hút vậy đó. Trái này thì nó nhỏ nhỏ thôi nha mọi người. Nhưng mà cái này nó bao nhiêu ký? Này 101 anh ơi. 101. Đây ạ. Mời các bạn. Ôi, thấy đưa tập trung nó ra là đưa thẻ đi nó luôn. À, thấy không? Cái màu cái này rất là khác luôn. Ôi ơi. Trái sầu riêng nó giống cái nhỏ nhỏ không nhiều gì nhưng mà cái màu nó đẹp quá cả nhà. Limited. Oh yeah, okay.
hàng hàng ở dưới hàng. Ok ok. Em video tiếp theo của cuộc sống văn hóa thực các bạn. Quay sầu riêng, khung cảnh của sầu riêng, mua bán sầu riêng, ở vườn sầu riêng, hot Instagram cho mọi người xem. Cơm sữa nha, cơm đục nha. Cơm sữa 101, chả đoàn luôn. Cái này 139. Cái đó ngon không vợ? Dạ. Cái này là anh biết rồi, anh lợi cho em đi. Cái này thì nó hơi nhắc lên. Yeah.
Chào anh. Trời ơi, chào rồi. Rồi lấy cho anh này trái sở hữu luôn. Rồi cho anh lấy không? Anh chạy xô. 280.000 anh chị. Xin chào quý vị khán giả. Mới đi gặp người yêu nào hả Tân? Gặp ghệ hả? Đó, thấy chưa? Nói gặp ghệ đứng kia nè, nhìn trận mát liền đó chưa? Chết rồi. Tối nay là về là biết đường nha. Anh Tình 280. Anh lấy em một cái. Một trái hả? Một trái thôi cho mấy về ăn. Để ăn cái này hả? Ủa, cái này hả? Vẫn chưa có chỗ để ngồi. Cô chú đang đến. Đi gặp ghẹ gì là con cái gì. Trời ơi, kêu đi gặp ghẹ gì là con lúc túng. Đúng gì? Không dạng ghê không? Sầu riêng. Ngoài
rồi địa chỉ 415 Kinh Nạn 8 thì là Thanh, còn bán là địa chỉ là 03 Quỳnh Tiền Lộc nha cô chú. Trên đó là có ba của Thanh bán, nên là em mới cập nhật, em cũng thường xuyên đi cập nhật địa chỉ trên đó để cho cô chú biết nữa, mình ghé mình ủng hộ bạn nha. Không thì đó là ba của Thanh thôi. Nhưng mà đi xa quá thì gần là thì ghé bên đó cho nó tiện. Bởi vì bác vì chú bên đó chú cũng buồn muối liên tục giống như Thanh á, cái nào bị hư bị gì là chú đều buồn muối hết. Comment nói là thấy em trai của Thanh ngon quá, ngon ăn quá. Ngon cơm quá. Ngon cơm quá. Đây em trai của Thanh nè, em ruột của Thanh á. Gọi là ngon cơm quá. Đụng tay với con trai. Có bạn nói là bữa nào anh gặp vợ của anh nói chuyện với Thanh, mượn Thanh bữa đó. Dám mượn không? Có mượn Thanh bữa đó nha. Vô ốp nha. Thanh nói là dám mượn em cho đó. Bữa nào đây mượn Thanh bữa đó. Em mới nói cái bữa nào anh lên Sài Gòn em chạy bên Thanh tới em mượn bên Thanh bữa. Nó chạy là mượn Thanh đi bữa. Chịu luôn. Dễ dạ lắm anh ơi. Dễ dạ lắm đúng không? 203.000 cái được qua đây. 203.000 chơi. Trái nào cũng ngon hết. Trái nào thì có một mình. Ủa đúng chủ sầu riêng là phải nói trái nào cũng ngon đó. Dạ điều kia trái này nhiều muối lắm. Tại vì em bán bao ăn mà cua ra không tự động em đổi rồi nên đừng hỏi ngon hay không. Ủa mặc nhiên là ngon rồi. Ông chủ là phải bảo ngon rồi. Chuồng bò chín cho có chuồng bò không chín nha, cho chị trái chuồng bò chín hả? Chị được mua mấy trái thì nó chưa có thôi. Có cái trái sầu riêng mới đó chị, rất là ngon luôn. Có loại sầu riêng thử đi ngày mai có thiệt không có chín đó Thanh, sầu riêng mới luôn bằng lại đó nó phải không? Không phải, có sầu riêng mới luôn và không biết tên no name. Sao đó ngày mai chín nhiều mới công bố tên. Trời ơi đâu rồi ngày mai ghé mua mấy ngon lắm. Hồi sầu cực kỳ ngon luôn. Thử một buổi ngày mai ghé. Đi chị. Kiếm có mới được. Chị anh chị là ở đâu? Quận mấy? Gần đây. Gần đây hả? Dạ. Nó ông chủ dễ thương quá, bà chủ cứ cười mỉm mỉm hoài đó hả? Đây bà chủ. Bà chủ cứ cười mỉm mỉm hoài thôi. Cái đó là số hữu. Bà chủ cười mỉm hoài hả? Từ hồi nãy là về là thấy bực rồi đó nha. Đi về trễ quá là thấy bực. Ồ, quá anh chưa no luôn rồi anh. No chứ tự cười quá. Đây trái nữa hả? Đây trái hả? À bên dưới. Cái này là của chị đúng không? Đâu
đâu chị. Mũ nhỏ này là 600 ngàn. Mũ nhỏ là 600 ngàn. Mua sinh viên Việt Nam á. Thế này 300 ngàn. Có không? Có luôn. Có luôn. Vô bữa sầu riêng hiếu nghĩa là ba nó đều cũng có. Loại nào cũng được. Anh rồi, rồi cái này. À, không, cái đó được. Ngoài bán tại chỗ bán lẻ thì tham gia làm có bán sỉ nữa nha quý cô chú chị và các bạn. Và bán online nữa. Cứ gọi điện là 223 ngàn. Tại nó chín rồi, mấy cái nước nó đừng có lấy, lấy trái chín nguyên thôi. Bán bao ăn mà. Không đặt đây. Xin xin giống chị. Thấy bọn ngồi ở trong kia mới làm bàn hoài nè. Đấy là tối nay là về tiêu rồi. Đi chị bán quá. Đừng lấy cái đầu nó ngon đâu. Cái đầu đó. Cho là đi về 7 giờ về mà bây giờ tới 7 giờ 45, 45 phút là làm đủ chuyện hết á. Cái đèn phải chuẩn mà vừa mới chín tới. Cái hũ anh qua trễ quá nó hết bự rồi này. Đây nè anh hạ số hữu luôn đây nè. Số hữu xuống anh. Hả? Anh lấy cái tầm ấy kia lấy rồi. Đây nè. 260. Nhiều lúc anh lấy hai cái máy à. Lấy chạy kè anh. Về xem cuộc sống Sài Gòn TV nha anh. Dạ. Anh cắt từ quận 9 cô chú chạy qua tới bên này. Đây, coi clip của ông ở Sài Gòn. À, coi clip của em à. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. À, thử đủ miếng muối luôn, thử miếng muối luôn. À, bỏ mua chạy rồi. À. Bỏ mua chạy 30 mấy rồi. Dạ. À, bỏ có một ngày, có một ngày nhỏ. Bây giờ để 2-3 ngày mới ăn mì. Nhưng mà ngon đúng không? Vị trí mà có gì cứ gọi điện cho anh trên số điện thoại á. Anh bán rất là có tâm dễ thương lắm cô chú. Anh khách từ quận 9 chạy qua, từ quận 9 chạy qua đây đâu có sầu riêng đâu, chạy qua tới tới quận 10 mới có. Dạ. Bị cứng đầu nó hơi sượng anh ơi. Để mọi người cho anh yên tâm đi. Số hữu ngon lắm. Vô sinh kim Việt Nam mà. Một trái cũng nhiều muối anh thấy. Nhỏ nhỏ nhiều muối anh ha. Dạ. Nhỏ nhỏ nhiều muối. Một cái hộp nó hơi. Dạ. Anh ăn đâu có dám nhìn qua đâu. Mấy bữa là ông nhìn mấy liền à. Hôm nay Thanh không dám nói gì nữa chưa. Đi về trễ quá rồi à. Lâu lâu đi chơi với ghẹ xíu. Lâu lâu đi chơi với ghẹ xíu. Nãy nó nói kêu chế đi gì mà nó về trễ quá trời luôn. 160 rồi. Rồi, rất là ngon. Nona là cũng là một loại sầu riêng Thái thôi. À, cũng là một loại sầu riêng Thái. 168 hả? 168 hả? 168 hả? Sướng là giờ thánh hơi hả? Giờ thánh hơi hả? Giờ thánh hơi nghỉ ngơi hả? Tại vì Thái đô na là ngày xưa nó là cái cây đô na ở trên ngoài Đắk Lắk á, trong cái giống cà chấu cho nó nên là để ba ngày nó có anh đưa tặng cái sầu riêng tặng cái kè anh lén anh không á tự bỏ vô đây cực căng rồi.
cân luôn cái sầu riêng rồi đó. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh alo đi em cho người ship qua cho. Anh kia anh chạy từ quận 9 anh chạy qua luôn đó. Đúng rồi, đòi tiền xăng mà hơn cái tiền trái sầu riêng. Đó, đẹp trai quá hả? Trời ơi, từ nãy anh không nói. Đó. Anh kia từ quận 9 chạy qua thấy đẹp trai quá. Anh qua sớm có tính nhiều đúng không? Rồi, anh mua anh bỏ cái kia rồi, xe em rồi. Hết Việt Kiều nước ngoài tới Việt Kiều. Việt Kiều trong nước là cái nào? Đó. Sầu riêng lạ đó. Đẹp quá. Cho ngồi lại luôn. Chết thở theo yêu cầu luôn, chết đi. Anh Hà nó chưa? Ok. Vô trong tổng tóc nữa. Chết. Rồi, ok. Ok. Hèn nào cuộc sống Sài Gòn, cuộc sống gì? Sài Gòn giống yêu ông bắt riết, tàu gián riết à. Tàu gián miết. Rồi, tối đi, tối chưa? Ăn hết trái nó nổi mụn bọc không ta? Dạ. Ăn hết trái nó nổi mụn bọc không ta? Không, không nổi đâu. Mụn ra đây uống nước dừa. Uống nước dừa đó. Để sợ đi. Kỳ quá. Cứ nói mộng gì, nói mộng là lý do khác chứ mày. Đi này là đi. À vậy hả? Lý do khác là lý do gì anh? Hả? Lý do khác là lý do gì trời? Lý do gì anh? Hả? Anh đang quay gì vậy? Có đi đâu? Nó bò như nào? Cũng bị dạ. Trái đó ngon. Trái này cũng ngon đó. Ok không? Nhão hả? Dẻo quá chứ nhão đâu chị? Dẻo nhão đâu chị? Nhão mà dẻo con. Khô hơn hả? Chị thử cái này không? Ngon nè. Thử không? Chị lấy cái này đi. Cái này á, chị cũng lấy. Có dây khăn gió chị ơi. Sao em mình hai hộp được không? Ok. Đẹp hơn.